Chào mừng quý vị khán giả đang đến với chương trình Bí kíp hạnh phúc vào lúc 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Thưa quý vị, ngày hôm nay Minh Ngọc xin mời quý vị hãy cùng gặp gỡ thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Trương Minh Thế, giảng viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào bác sĩ. Xin chào Minh Ngọc. Xin chào quý vị khán giả. Chủ đề ngày hôm nay Minh Ngọc sẽ bật mí với bác sĩ Thế và quý vị khán giả sau khi chúng ta cùng theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Hoàng, anh nói thiệt đi. Nói thiệt đi. Anh có vậy không? Em biểu anh nói. Vậy nói gì? Trời ơi. Tụi em là vợ anh mà sao? Em không tin anh mà em còn hỏi anh. Tin cái gì? Vậy gì? Anh nghĩ đi. Gần 2-3 tháng nay rồi. Ờ sao? Nói đúng hơn là gần 3 tháng rồi. Ừ. Anh không có đụng gì đến em chứ. Oh no. Và anh biểu sao em không. Anh nói cái gì đâu. Còn nữa ha. Đây. Kiếm gì vậy? Đây. Đây ha. Cái này là rượu thuốc. Anh nói á là anh uống rượu thuốc để anh bồi bổ sức khỏe. Mà anh bồi bổ sức khỏe rồi anh là sao? Sao? Rồi em thấy anh với cái thằng Bảo hàng xóm á. Làm gì? Đó, hai người á đủng điệu gì á. Trời ơi là trời, sao mà tôi khổ quá vậy trời. Trời ơi. Trời ơi, tôi không ngờ á, ba mẹ tôi đẻ ra con mắt đâu có bị lé đâu mà tự nhiên tôi nhìn ổng ra chồng tôi. Trời ơi. Trời ơi em ơi, không có chuyện không phải là vậy. Nó ngược hết rồi mà nó lạn vậy nè. Anh Quang. Trời ơi. Ê sao nhà tao của tao sao mày cứ lờn vờn như một cái kẻ mà chuyên môn mà rình rập mà nhiều chuyện vậy? Đi đâu vậy? Ồ, anh nói đúng rồi đó. Em là điểm nhấn gia đình mình mà. Nhấn đi đâu vậy? Ngồi nói chuyện chơi. Làm gì? Mày bị ngao cá ơi, mày về mày ơi. Thôi mà, còn giận đúng không? Cái chuyện mà của bạn anh á, Nhật đó, em đã giải quyết êm xuôi, êm đẹp hết trơn rồi. Đó, Nhật cũng vui vẻ em đây rồi mà anh cứ để bụng giận hờn như vậy hoài à. Thôi, chỗ đàn ông con trai với nhau á, mình tâm sự với nhau đi, nói đi. Ông con trai gì? Chuyện gì đàn ông, chuyện gì con trai? Thì hôm qua em thấy anh á đi vô phòng khám đông y tư nhân chuyên trị về nam khoa đó. Anh em đi rình rập thôi. Ồ, không có rình rập. Theo dõi. Tình cờ thôi. Làm gì tình cờ? Ờ, thì cái này rình rập thì theo dõi đúng không? Không có rình rập. Bước ra khỏi nhà chạy xe đúng không? Là ai rảnh đâu, đi ngang qua thấy anh đi vô thôi. Nói không vậy? Kể tao. Nhưng mà vô đó chi vậy? Sao? Đi vô đó chị. Lấy thuốc cho má tao. Ủa, cô Thủy bị bệnh nam khoa. Ôi. Chúng... Nói thiệt đi. Đừng có mà diện lý do. Ui. Không có hợp lý chứ. Nhỏ thôi. Nhưng mà không có nói với ai biết hay chưa. Ừ thì dạo này tự nhiên cái bị mỏi gối trồn chân. Rồi đau thắt lưng. Đi lại cũng hơi kỳ kỳ. Rồi bạn bè nó nói thận yếu. Thì mình cũng tự nhiên mình sợ cái cảm giác nó vậy. Thì đi khám thôi. Rồi thì đứng trước cái cửa phòng khám đó. Định chớm vô cái tự nhiên thấy ngại cái giật lại về. Đất ơi, sao mà để bi kịch như vậy trời. Bởi vậy mình nghĩ đi, từng tuổi anh về tự nhiên bị cái chuyện bi kịch về, hỏi sao không căng. Trời đất ơi, rồi anh bị vậy rồi anh chuông vô mấy cái mà phòng khám đông y tư nhân đó mà trị đó hả? Đó, bạn bè nó nói chứ giờ đi chỗ nào ngại chích mồ. Vô đó anh còn ngại, anh còn đi về nữa, mày thấy không? Mà vô chỗ đó là anh tin trị hết cho anh hả? Đâu có, mấy có người bạn nó nói là vô đi ổn lắm. Không,
Bây giờ vô bệnh viện ngại lắm, đông người, nhiều người, trời ơi, dòm tới dòm lui dưới ánh mắt tò mò. Mình tự nhiên mình nấy nhột nhột, nấy nhột nhột bên đây thôi, kỳ lắm. Ai kêu vô bệnh viện? Đi đâu? Ai kêu vô bệnh viện? Vô bệnh viện cũng sai luôn. Sai luôn? Sai luôn. Bây giờ đi đâu? Tới gặp em. Tới gặp em. Trời ơi, trời ơi, tao lại mày luôn. Ủa, mày không có bằng bác sĩ, mày không có bằng gì hết trơn. Trời ơi, tự nhiên vô mày nhà mày đâu có bệnh viện gì đâu. Em sẽ chữa mèo. Mèo chạy qua la, mèo chạy qua la. Nè, nhà em á có một cái bình rượu từ cái thời ông cố ngoại em để lại nha. Rất là công hiệu luôn á. Uống chỉ trong vòng một tháng thôi đảm bảo là anh có sức khỏe mà cường tráng như thanh niên 18 tuổi luôn. Ồ, tôi cũng... Nè, chỗ thâm tình với nhau nha. Anh em á, hàng xóm mới giúp đỡ như vậy nè. Qua nhà em á, em cho hẳn một chai miễn phí không lấy tiền luôn đâu. Trân sự nhờ em. Đau. Trời ơi. Không chết à, nhẹ nhẹ thôi. Đó, thấy chưa? Anh bị bệnh á hả? Sao không nói? Không biết. Ôi, đâu. Đụng gì? Với lại, mà nếu mà anh bị bệnh vậy á, anh phải đi tới mấy cái bệnh viện á, trị mấy cái bệnh đó cho anh. Chứ tự nhiên á, rồi đi nghe người này, nghe người kia, rồi đã vậy á, rồi còn đi nghe thằng Bảo nữa, cho uống ba cái rượu thuốc, rượu gì thì gớm. Em nghĩ sao? Cái mặt anh gì bị đi vô lúc nó khám, người ta nhìn ta cười sao? Thôi làm ơn cứng cáp lên nhìn tôi đi đi. Nhìn mắc cỡ muốn chết. Em nghe tao nói hả? Bệnh là phải lại tứ phương giải tứ bề. Giờ anh đi thay đồ. Ủa, liền luôn hả? Liền gì? Thay đồ. Đi thay đồ, tôi chở đi khám bệnh nè. Nhanh lên. Trời ơi. Cái gì á? Nhõng nhẽo à. Dạ vâng. Bệnh khó nói thì đúng thật là rất là khó để chia sẻ phải không ạ? Cái này cũng xin chia sẻ với Minh Ngọc với lại quý vị khán giả một xíu. Tại vì vấn đề này rất là thường gặp ở ngoài dân gian của mình. Đặc biệt là bà con hay có một cái quan niệm là khi nào mà nam giới mà lớn tuổi thấy có tiểu đêm, đau lưng, mỏi gối, rồi bắt đầu là những dấu hiệu đó là gọi là dấu hiệu bị thận nó hư nó kém, thận suy. Thì thực ra thì cái từ đó nó chỉ đúng cho về mặt đông y thôi. Chứ còn về cái chữ thận đó nó cũng là chữ thận. Nhưng mà về mặt trong Tây Y đó, thì cái thận suy nó là một cái tình trạng rất là nguy hiểm. Yeah. Thì tại vì cái trong Tây Y thì hai quả thận nó làm cái nhiệm vụ là nó thải các cái chất độc ra. Và nó lọc giữ lại những cái chất đạm, chất đường, các chất cần thiết cho cơ thể sử dụng. Thì khi mà chức năng thận nó suy kém rồi là nó không có lọc được nữa. Các cái chất tốt nó mất đi. Yeah. Còn cái chất hại nó cũng ở lại, nó cứ làm cho các cơ thể chúng ta bị rối loạn thì nguy hiểm. Tới cuối cùng thì chỉ có chạy thận nhân tạo. Thì mọi người nghe tới chạy thận nhân tạo rất là kinh khủng. Dạ. Cho nên mà lỡ mà những có mấy dấu hiệu của đau lưng mỏi gối mà nghe nó thận suy là ai cũng sợ hết. Dạ. Và cứ nghĩ đây là cái tình trạng của cái thận suy của Tây Y. Nhưng mà đây mình đến chính lại thì các cái dấu hiệu đó là có dấu hiệu của Đông Y. Người ta mô tả một nhóm chức năng là cơ thể bắt đầu chuyển qua giai đoạn mà nó suy giảm về mặt xương khớp, về mặt cơ thể. Thì nó tổng hợp nó hơi khác hơn Tây Y một chút xíu. Ừ. Dạ. Và có thật là khi mà chúng ta bị suy giảm một số chức năng như vậy thì nên tiên chuyện vợ chồng không ạ? Thì trong Đông Y cũng có một cái ý nói thế này. Những cái người nào mà làm việc mệt nhọc quá hoặc là đời sống mà vợ chồng hoặc là nó phung phí quá thì nó sẽ làm cho cơ thể nhanh bị xuống cấp. Thì những cái người nào mà đau nhức xương khớp mà sớm quá, trẻ quá mà bị như vậy thì có khả năng là do các cái dưỡng chất nó không có nuôi đủ, do mình làm việc nó mệt nhọc hay là mình ăn chơi quá độ chẳng hạn như vậy thì nó làm cho cơ thể nó nhanh xuống cấp, thì có thể phải điều độ lại. Tuy nhiên ở đây một tình huống mình thấy trên cái tiểu phẩm đó. Yeah. Thì thực ra anh này ảnh chỉ mới có cái vấn đề là đau mỏi xương khớp nhẹ nhẹ thôi thì có. Yeah. Khả năng đây là cái bệnh lý ở cái bộ máy vận động thôi. Yeah. Khi mình có tuổi hoặc là mình hoạt động sai tư thế thì các khớp nó cũng có vấn đề, nó mỏi hoặc đau nhẹ. Và chúng ta nên thứ nhất là xem lại cái hoạt động nào ảnh hưởng tới khớp trực tiếp. Yeah. Thứ hai nữa là cái chuyện mà vợ chồng thì thực ra nó là một cái, nếu mình kiểm soát là theo cái sinh lý bình thường, theo sức khỏe mỗi người thì nó là một điều tốt nếu có sự điều độ. Yeah. Thì người ta nói kiêng là kiêng ở những cái người mà nó quá nhiều kìa.
Còn cái thực sự cái nào mà mình kiêng hẳn hoàn toàn thì nó cũng sẽ gây hại cho cơ thể nhiều hơn. Dạ, và khi nào thì chúng ta sẽ có thể có những biểu hiện để phân biệt được rõ về vấn đề đau nhức xương khớp và vấn đề mà các chức năng của thận cũng như là sinh lý của nam giới đang bị xuống cấp ạ? Tại đông y á, nó liên một nhóm chức năng. Dạ. Ví dụ như đau mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm, đau nhức xương khớp đó, rồi sinh lý suy giảm thì nó nguyên một cái đó tổng thể. Cho nên là người ta hay ghép vô chung là đau lưng mỏi gối vậy là thận yếu rồi đó, nam giới vậy là không được. Dạ. Đó, thì mình mới nói là ủa vậy tại sao bây giờ làm sao phân biệt được cái đau lưng, đau do thoái hóa khớp bình thường. Làm sao mà mình biết được để mình hay phân biệt. Hay là đây là nguyên một cái nhóm của cái sức khỏe, cái sắp tới nó nguyên một cái tổng trạng nó đang xuống luôn. Thì trong đó có cái sinh lý nam giới, một cái bệnh khó nói nãy như mình quan tâm. Thì làm sao phân biệt được cái đó để mà người ta không có hoang mang, người ta không đi khám lung tung. Trường hợp mà chỉ là đau với xương khớp đơn thuần thôi, đau đó nó chỉ xuất hiện khi mà mình làm thôi, mình nghỉ ngơi thì nó sẽ đỡ và nó không có kéo dài. Còn những trường hợp mà nguyên một hệ thống đau nhức xương khớp mà liên quan tới cái thận đông y suy giảm đó thì nó đau không đau dữ dội, nó chỉ đau mỏi thôi, đau mỏi đâu ao ê ẩm này. Cái kiểu của những người già mà Ngọc Thê hay thấy là hay đau lưng, hay đấm đấm lưng kiểu này, không có xương khớp lên, nó chỉ mỏi mỏi về đêm, kiểu giống như kiến bò hay kiểu nó mơ hồ lắm. Thì kèm thêm một loạt các triệu chứng khác, ví dụ như là hay tiểu đêm rồi ù tai nghe không rõ, rồi bắt đầu là gối đi nhanh mỏi, thế không sưng không đau gì hết đấy. Thì những dấu hiệu đó thì những dấu hiệu mà mình nên đến ngay chỗ bệnh viện mà nào có khoa phẫu thuật đó, tiền khám thì được chẩn đoán cho xác định cho nó dễ. Còn mà nếu mà cái khớp mình thấy bữa đó mình đi nhiều quá, chạy bộ nhiều quá, hay chơi thể thao xong về nó đau, mình đi lại càng đi càng đau, mình nghỉ ngơi, mình xoa bóp hay là mình uống thuốc giảm đau 1-2 ngày nó tự động hết thì thôi, coi như đó là chỉ là cái đau xương khớp bình thường do mình vận động. Còn những trường hợp mà mình xử lý ban đầu như vậy mà không đỡ mà càng ngày càng sưng to hơn, nó sờ vô thấy nóng thì chắc chắn mình cũng phải đến khám, cái đó là của cái chấn thương xương khớp rồi. Mình không coi thường được. Đây là một tình huống rất thường gặp mà hầu như tháng nào, ngày nào ở phòng khám đông y cũng sẽ gặp một cái bệnh nhân như thế này, đau nhức mỏi, đau lưng mỏi gối sơ sơ thôi, mà tới thì mình chữa là chữa cái đau nhức đó thì không chịu, cứ đòi uống thuốc bổ thận. Dạ, là cứ sợ mình bị bệnh thận. Đúng rồi, cái nam giới thì rất là sợ về cái bản lĩnh đàn ông của họ suy giảm. Và sợ thì nắm cái tâm lý đó, những cái phòng khám mà hoặc là những cái nơi chữa bệnh mà người ta làm ăn không có uy tín đó, thì người ta hay hù bệnh nhân. Yeah. Người ta hay làm cho bệnh nhân sợ hãi rồi phải tốn rất là nhiều tiền mà không hết bệnh nữa. Ở đây là còn đưa rượu thuốc cho uống nữa, mà chúng ta đâu có kiểm chứng được là cái tác dụng của rượu thuốc đó có thể chữa được bệnh thận đúng không ạ? Thì thực ra một số cái loại rượu mà rượu từ thảo dược hay động vật thì cái kinh nghiệm của cái người dân mình hoặc là các cái bên đông y cũng có sử dụng cây nè, thực vật nè, động vật nè làm thuốc. Thì qua cái rượu thuốc là rất là nhiều, một số bài thuốc nó cũng có cái hiệu quả nhất định trong cái việc mà chữa đau nhức xương khớp hay là nâng đỡ thể trạng cũng có. Yeah. Tuy nhiên thì muốn sử dụng có hiệu quả và đúng thì phải có cái người thầy thuốc, người ta khám trước xem cái cơ địa này, cái bệnh này thì cái bài thuốc nào, cái cây nào, con nào nó phù hợp thì mình dùng liều lượng bao nhiêu. Yeah. Cái nhiều khi rượu thuốc rồi cái mấy anh mới đầu ngâm thì nghe đồn như vậy rồi nghe thấy người này uống hiệu quả nhưng chưa chắc qua người kia là hiệu quả. Yeah. Và khi uống xong thì uống rượu thì lát uống xỉn luôn chứ đâu phải uống theo kiểu thuốc, nhưng mà thực sự nó là thuốc. Yeah. Thuốc thì phải có liều lượng, mà uống nhiều quá thì nó sẽ làm hại cơ thể nhiều hơn chứ nó không có lợi. Yeah. Xin cảm ơn bác sĩ Nguyễn Trương Minh Thế đã cho quý vị khán giả có rất là nhiều kiến thức vô cùng bổ ích về chủ đề này ngày hôm nay. Và chúng ta sẽ còn nhiều câu chuyện để chia sẻ cùng nhau trong khung giờ quen thuộc của Bí Kíp Hạnh Phúc. 16:40 thứ hai, thứ ba, thứ sáu, thứ bảy hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Còn đến đây thì Minh Ngọc và bác sĩ Nguyễn Trương Minh Thế xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Bữa em thèm ăn dâu, có em nhờ chỉ cho chị ơi mua giùm em hộp dâu Đà Lạt, 100-200 hộp thôi. Vậy mà cuối cùng nhà không mua, mà mua về thì chú Út vừa đòi một hộp dâu là có ngay lập tức một hộp dâu nhập khẩu. Giá bao nhiêu chị? Dạ 1.2 triệu. Thôi nói nghe mà còn tức á, nghe mà tức ngược á.